Chuyện thứ sáu những dòng sông chảy qua vùng đá sàn trích trong cuốn sách âm vọng từ miền đất khổ của tác giả nhà văn phan nhật nam cũng may trời miền nam luôn nóng nực nên không phải chiều giá rét nhưng ngâm nước suốt một giờ trong buổi sáng sớm lâu ngày sau này gây chứng viêm xoang mũi làm tiếng nói của cô bị khàn đục mất âm sắc trong trẻo bù lại cảnh khổ tôi luyện ý chí gian thanh bền bỉ hơn thông cảm trực tiếp cảnh khốn cùng của người là chính bản thân cô dựng kịch bà mẹ can đảm với những người con của brettel brecht để tố cáo tội ác của phát xít tư bản gây chiến tranh đầy đọa con người cần lao vô tội và thủ vai người mẹ mà không ai có thể diễn xuất sánh cùng thật ra cô chỉ cần hiện thực nỗi đau của chính mình và những người đàn bà trong gia đình họ uông trên sàn sân khấu mà thôi vở kịch trên thật ra do ủy viên văn hóa tư tưởng trong ban bí thư nhà trường lê đậu phóng dịch từ nguyên tắc của bettenbrecht đậu người thanh hóa nơi đã có những ví von thuần túy không chỉ là những ca giao tục ngữ của địa phương này để miệt thị chế giễu địa phương khác thể hiện đủ cá tính về người việc của vùng đất đã nảy sinh ra những cuộc huyết chiến kéo dài từ thế kỷ 16-17. Nam Bắc Triều 60 năm, Trình Nguyễn hơn trăm năm, tranh hùng quanh khu vực hai bên đều ngang, Thanh Hóa ăn rau má phá đường rầy. Người Thanh Hóa thực sự hãnh diện với tính chất kiên cường, mạnh mẽ, đánh phá của họ. Đá như Thanh Hóa, tức là mẫu mực kỹ thuật đá bóng tròn để miễn có đoạt thắng bất kể giá nào phải trả. Thanh hóa không phải chỉ có vinh quang trên ngôn ngữ thi ca hò về, nhưng thực tế đã có viên đại tá Đặng Vũ Nam đánh tan đạo binh Satan Lepage trên đường số 4 năm 1957. Bắt sống hai chỉ huy cao cấp trên trận địa, hủy diệt hoàn toàn một binh đoàn cơ động liên binh chủng của quân đội Pháp trong một cuộc vận động chiến tài tình, điêu luyện của chiến thuật du kích tiến lên trận địa chiến. Thanh Hóa là an toàn khu trong chiến tranh 1946-1954 và cũng là địa phương dẫn đầu trận đấu tố bật tung lũy tre ngàn năm che chở quê nhà, ghim chặt xuống tiếng thang của vàng con người thống khổ đọa đầy. Đầu vào Nam với câu khẳng định, đeo mẹ chúng nó, Cần Thơ gia định không riêng của người Nam đứa nào mạnh thì đứa đó lấy. Đầu không dịch vỡ kịch chỉ vì công việc của người dịch thuật phóng tác. Nhưng như lời anh ta nói với Giang Thanh, tôi dịch vỡ kịch này để cho cô. Cô dựng nó nên thành kịch đáng giá khác với những bản kịch nhà quê của chúng nó. Loại chiến sĩ cộng sản Pavel, nhân vật thanh niên cộng sản của tiểu thuyết cách mạng Nga, xúc tuyết làm cách mạng. Với nó, Cô đi lên sân khấu lớn như đoàn kịch trung ương Moscow. Khi diễn thử, dẫu chẳng có cảm tình với đậu, Giang Thanh cũng phải nói thầm. Lão quái này đáng phục thật. Đối thoại của Bertrand Brecht mà nó dịch ra cứ như kịch của Lưu Quang Vũ. Sinh nhật Giang Thanh 30 tuổi, năm 1985, dẫu đang thời bao cấp, khó khăn chung, vì bao nhiêu tài sản kho tàng thâu từ miền Nam phải dồn trả nợ Nga tàu và bù trừ cho thiếu thốn của người miền Bắc đã phải chịu đựng từ năm 1945 46 Nhưng Sài Gòn vẫn không thể nghèo ngang bằng Hà Nội, Hải Phòng. Nên đậu xây được một bó hoa 30 đóa hồng Brigitte với chiếc bánh sinh nhật được những người tham dự trầm trồ đánh giá. Bó hoa đẹp hơn lãng hoa Bắc Tôn gửi cho Bộ Chính trị ngoài ta và cái bánh lớn như mâm cối 82 ly của Trung Quốc. Không hiểu lão đậu đéo kiếm đâu ra được như thế. Đậu sở dĩ có tính danh đéo do anh ta luôn bắt đầu câu nói với ông đéo cần, chúng mày đéo hiểu, trong tất cả mọi giao dịch. Cũng chẳng phải trong ngôn ngữ bình thường, mà ngay cả khi trò chuyện với viên bí thư bộ văn hóa. Báo cáo anh, tôi đéo nghĩ rằng bọn miền Nam có thể làm đéo gì được ta, viên bí thư vốn tổng hợp nhường nhuyễn tính nhân dân và tính đảng nên đã đáp lại nói vậy cậu đéo hiểu gì về chúng nó cả riêng về nghĩa đen đậu không thể nhịn đéo cho dù một ngày theo như lời anh ta tự mô tả đéo biết thế nào mà khi nào tao cũng cứ tưng tưng thế này đéo mẹ giá như là đàn bà ắt phải mỗi ngày não thai một lần đậu không nói quá về mình sợ rằng anh ta diễn tả không được chính xác hơn. Sài Gòn sau 1975, với đàn ông miền Nam hầu hết phải vào trại tập trung. Bộ đội miền Bắc chết rải dọc Trường Sơn. Phần lớn phụ nữ không học vấn, cho có học vẫn vô dụng, ngành nghề, tài sản. Muốn kiếm sống không còn gì ngoài thân xác của mình. Nên người như đậu với tật đéo không là trở ngại mà đôi khi còn được biểu dương. Trước cổng nhà đậu luôn có những cô gái ngồi đợi vì anh ấy có bảo em mỗi khi ế khách không chỗ ăn chỗ ngủ thì đến đây. Nhưng đậu không chỉ nhiều với thói tục đéo. Anh còn nhiều trong tất cả mọi phương tiện. Ăn thì phải ăn cho đáng, cắn miếng thịt phải ngập hàm răng. Ăn ba thứ rau dưa cà muối, ông đéo đụng tới bao giờ mất công đi ỉa. Đậu không nói quá. Anh không hề cho vào miệng bất kỳ các loại rau trái đậu nào. Đậu tự mô tả rất chính xác. Trứng là rau của ông, thịt là cơm của ông, cái hiểm là bùa của ông. Gặp người đặt câu hỏi khó với ý định bắt bí, ông là lối hùng hổ như thế, học hành chữ nghĩa như thế, tại sao không viết nên cuốn sách nào đi? Không lẽ cái đầu trái tim của ông chỉ chứa ngần ấy thứ? Đầu nhanh chóng nắm chắc ý đối thủ, nhổ tuyệt máu tàn thuốc đẫm nước bọt. Cái đầu hả? Thì chỉ nghĩ đến chuyện đéo và cuộc đời ông đã là một tác phẩm hoàn chỉnh. Đéo cần viết thêm một chữ nào nữa. Còn quả tim? Đeo mẹ, quả tim ông thuộc về đảng Vinh Quang. Hê hê! đậu gầm gầm nhìn đối phương sau lớp kính dày với lối sống ăn ngủ nghỉ như thế chiếc đầu thân thể đậu luôn nóng như một khối lửa nên anh chỉ có thể mặc quần sọt áo tay ngắn không gài hai nút ở cổ đậu ngủ ngay trên sàn nhà không hề nằm giường nệm trong cung cách sống với quan niệm vừa kể gian thanh là một mục tiêu đậu không thể bỏ qua đeo mẹ, ông phải bắt cho được con bé này, dẫu mày có chạy lên rời. Khi đậu chửi thề, nguyên chữ là gặp phải trường hợp vô cùng khẩn trương và rất có ý nghĩa. Thế nên khi đến lúc cô Thúy Hương, vợ đậu một người đàn bà đẹp, chuyên làm mẫu cho tạp chí thương mại thời trang phụ nữ, đậu mang vào Nam năm sau 1975 trở thành gánh nặng. Đậu tìm cách xử lý em là người mẫu mà không chụp nuôi thì phí đi. Để hôm nào anh kêu thằng quay phim chụp ảnh trong trường về nhà làm cho em mấy phùa. Hương tin lời đậu, cũng bởi người tình của cô. Một tay nhiếp ảnh chuyên nghiệp Sài Gòn trước 1975 cũng có nhận xét tương tự. Hơn nữa, cô cũng thích thú với dự kiến được tham dự vào sinh hoạt văn minh tiên tiến mà trước kia bọn Mỹ Ngụy sa đọa đã nâng lên hàng nghệ thuật. Và khi anh chàng nhiếp ảnh đang lóng cống sửa vị thế nằm cho Thúy Hương, thì đậu phá tông cửa phòng nhào vào với hai viên công an khu phố. Dẫu anh ta có sẵn chìa khóa phòng. Ôi giời đất ơi, ôi giời đất ơi, cô người mẫu đẹp nhất Hà Nội, vợ của tôi. Đậu ngã lăn trên đất trước để hai viên công an chụp hiện trường phạm tội đậu lấy được căn nhà đường Nguyễn Huệ với cớ chứng lỗi phần người vợ. Căn phố mặt tiền trước 1975 là cơ sở ảnh viện Thăng Long, Thúy Hương chiếm dụng với danh nghĩa hội nhiếp ảnh giải phóng. Giữa bữa tiệc sinh nhật Giang Thanh, đậu trình ra tờ giấy ly dị với lý do vợ bị bắt gặp làm tình tại chỗ. Giang Thanh cũng đã quá mệt với cuộc sống đơn độc mà luôn có kẻ nhìn vào với ý định sổ sàng cho anh làm cha con bé của em đi cô thuận lấy đậu với một giao ước lấy tôi anh muốn ngủ với con nào thì mặc tôi đã biết rõ anh máu như thế nào chỉ yêu cầu anh đừng mang gái về nhà khi tôi đi vắng tôi không muốn con tôi là con gái thấy sự dơ bẩn ấy khi con tôi lớn đưa ra ngoài quốc học là tôi vào chùa ngay chuyện gì chứ chuyện nhỏ ấy ông biết liệu mợ đéo phải dặn đậu cam kết quay mặt giấu nụ cười con này ghê lắm đéo đùa được với nó sống vợ chồng chính thức được một tuần giang thanh xác chứng điều cô nghi ngờ những mạnh mẽ ồn ào về đéo của đậu chỉ cốt che giấu anh ta không có khả năng hoàn tất nghĩa vụ hoang lạc làm chồng để được trở nên thành một người cha theo nghĩa bình thường. Đậu bào chữa khuyết điểm của mình với nụ cười xui xị. Ông chỉ có cái mồm thôi, mở đừng phiền. Nhưng chính khi đậu bộc lộ điều yếu đuối tội nghiệp này với nụ cười ngây ngô con trẻ, rất hiếm hoi, thì lòng Giang Thanh lại lắng xuống. Cô nói lời an ủi cũng chẳng quan trọng lắm, miễn là bố yêu thương che chở mẹ con tôi. Bố cứ việc đéo ở đâu như bố muốn từ trước đến nay. Đừng đem gái về nhà, đừng rước bệnh vào người chỉ làm khổ thân và xấu mặt tôi. Để trả ơn sự thông cảm rộng lượng của vợ, ngày hôm sau đậu mang giỏ đi chợ với cách hân hoan, nụ cười rộng mở kéo đến mang tay. Tôi đi chợ về nấu ăn cho mẹ con nó. Lần đầu tiên đậu mua những món rau đậu cũ. Đậu giải thích với người bán hàng. Tôi mua những thứ này nấu canh cho con bé ấy mà. Cũng là lần đầu anh không sử dụng chữ đéo trong lời nói. Và Giang Thanh thật tình cảm động khi đậu lóng cấm bưng tô canh lên cho hai mẹ con. Ông cả đời chỉ biết làm món nhắm. Đây là lần đầu tiên ông phải làm nội trợ hầu mẹ con nhà mở. Đậu cười rộn rã, hào hứng ngồi xuống với bé Thanh Giang. Để bố cho mày ăn nha. Giang Thanh cười vui trong ánh mắt. Cô nhủ thầm. Thôi thì lão có dở chứng gì mình cũng phải bỏ qua cho yên nhà lợi nước. Chỉ mong được bình an thế này. Nhưng sự cố gắng có thiện ý của đậu bị lung lay sau lần xong trận tình cực độ thỏa mãn, bởi không phải chịu trách nhiệm ràng buộc bởi nghĩa vụ ý nghĩa làm chồng với nữ nghệ sĩ Xuân Hồng, ngôi sao văn thơ ca nhạc từ Hà Nội vào công tác thành phố mang tên bác. Nữ sĩ chăm điếu thuốc điện biên bập giấy bạc. Thuốc là cao cấp nhất do Hà Nội sản xuất. Vất đi, hút thứ ba số này thuốc lá nhập cảng hiệu ba số năm ngủ với ông mà hút đồ nhà quê mang từ hà nội vào là chửi ông không bằng thật sự đậu chỉ muốn chứng tỏ cách ăn chơi của người sài gòn để chỗ người ngoài ta mới vào chứ không có ý định bỉ thử cô nữ sĩ nhưng xuân hồng không phải tay vừa ông mã mẹ cả nhà anh ba số với chẳng là ba số. Mồm anh chẳng ăn mắm tôm thịt chó, hút thuốc lào suốt cả mấy mươi năm hay sao? Nay vừa được hầu con đỉ không chồng mà chữa, xin được chân bưng bô nhà nó đã quên mất tính cách mạng trong sáng của cán bộ văn hóa tư tưởng như lời anh thường lên lớp dạy chúng tôi. Anh biết nó mô tả anh như thế nào không? Nó nói gì? Đậu ngồi nhõm dậy, nó bảo anh là thứ gà trống thiến chỉ được cái mồm đậu có thể bỏ qua nhiều chuyện nhưng bởi cô nữ sĩ vốn rất tin nên biết đánh trúng ngay tử huyệt đối thủ nó bảo như thế à đậu như ngồi phải đóng lửa nó chẳng bảo thì ai mà biết ra kể cả màng anh bưng bô hầu mẹ con nó đậu chống chế trống không yếu ớt vừa vừa thôi, liệu cái mồm. Cô nữ sĩ ấm ờ, chế diễu. Anh bảo nó với anh giữ mồm với nhau chứ bảo được ai. Mà cũng lạ, người như anh sao mà dễ bị xỏ mũi đến thế. Tôi cứ ngỡ anh cao như núi, ai ngờ chỉ là một hòn đất. Xuân Hồng biết nâng lên và đạp xuống, đậu cấu kỉnh. Đéo đứa nào xỏ mũi được ông, ông không phải là loại người chui vào gầm giường la lối đưa mông ra để đứa khác đá đít đứa nào giỏi quay được ông vì thương tình thì ông chịu nhũng thế thôi xuân hồng quay qua vấn đề chí tử thứ hai kể từ ngày lấy ông nó đã tiêu hết mấy cây vàng đòn quả rất hiệu lực đầu ấp úng chuyện ấy liên quan gì đến cô nữ sĩ cười nhạt không liên quan đến tôi, nhưng nói ra để báo cho ông rõ. Cả Hà Nội người ta đang bàn chuyện. Xin lỗi cho tôi nhắc lại đúng nguyên văn. Thằng đậu đéo, dở trò lưu manh lấy được cái nhà của con Thúy Hương, nay lại đi cúng cho con Giang Thanh để được cái tiếng làm chồng hờ. Mẹ kiếp, người như em đây cũng chỉ mong được tiếng về làm dâu nhà đại tộc họ Lê của bố Bố đâu phải là thằng nhỏ con sen sách làng đi chợ về hầu mẹ con nhà nó, dọn cứt chó cho mèo ăn. Được bố làm chồng, cố vấn đường chữ nghĩa. Em được giải thưởng văn học hội nhà văn liền một khi. Bố là một bậc thầy cơ mà. Đậu lụp chụp, bỏ áo vào quần. Điếu thuốc ngậm ở miệng run rung, rung đẫm ướt. Địch mẹ chung mày cả lũ. Này, muốn chửi về nhà anh mà chửi. Tôi không phải là cái thùng rác để anh trút xuống những thứ thổ tả của nhà anh." Xuân Hồng rít giọng. "Rồi sẽ biết tay ông." Đầu quyết chí. "Ông là cái đéo gì mà biết với chả biết?" Xuân Hồng đổ tràn ly nước khiêu khích, đùng đùng chạy xuống cầu thang, đậu lẫm bẩm. địch mẹ chúng mày!" ít mẹ chúng mày nhưng khi đậu bước chân vào nhà thì giang thanh đã ra tay trước chén dĩa đồ sành đồ sứ gương soi tủ kính cửa sổ bàn trang điểm tất cả đã trở thành một đống vùng lởm chởm vương vãi đầy nhà cô nói sắc gọn thằng khốn tao đã truyền đời cho mày từ ngày đầu tiên mày có quyền đi đéo bậy nhưng cấm làm nhục mặt tao con đĩ Xuân Hồng đã đi rêu rao khắp những nơi tao quen biết là tao chịu lấy mày chỉ cốt chiếm cái nhà do mày cướp được qua vụ dàn cảnh con Thúy Hương ngủ với thằng thợ chụp hình. Tao lấy mày là vì vàng. Dẫu con bùi thối của mày vất ra chó cũng chê. Cái mặt mày ác như con chó ngao. Nhà nào, vàng nào, hở? Giang Thanh trở nên là kẻ thù vì đã bày ra những nhược điểm chí tử không thể bù trừ chuyển đổi của đầu. nhưng dẫu là kẻ bản lĩnh do gian nan cảnh khổ tôi luyện nên thành cô vẫn nguyên vẹn tâm chất chân thật mẫn cảm của một nghệ sĩ vốn xuất thân từ gia đình thế giá văn hóa thuần nhã cô không thể tưởng ra lường trước những tình huống ti tiện hèn hạ thủ đoạn ác độc hơn một cơn dần nên sau khi ra tay tàn phá và thấy đậu im lặng quét dọn với cách thức chịu đựng hối lỗi, tất cả vật dụng bị đánh vỡ dồn lại hai tầng xé lớn. Đậu cố sức xoay sở nhưng không thể xê dịch. Chiếc kính trắng gãy gọng đông đưa một bên tai, đầu tóc rũ rượi. Giang Thanh cảm thấy ái ngại về hành vi quá độ của mình. Cô cười nhỏ, khẽ gắt xê ra chẳng làm được cái gì ra hồn chỉ được cái mồm láo và cô hầu như đã quên mất phần lỗi của đậu khi qua hôm sau anh xuất một lượng vàng đi sắm lại những thứ đã bị đập vỡ với câu tán thán kèm nụ cười khỏa lấp lần sau có đập vỡ mợ nhớ chỉ đập cái nào bằng sành thôi cái nào đắt tiền mở thai cho nó chẳng có lần sau nào nữa lần sau tôi đập vỡ đầu anh ra và cô thật quên hẳn tai nạn đã xảy ra như một cố tật không thể sửa đổi và cố ý thực hiện đầu lặp lại thành tích đéo bậy không những một lần nhưng nhiều lần nhưng với một cách thức khôn ngoan kín đáo hơn với những đối tượng mà anh cho là vô hại anh giải thích với giang thanh tôi chẳng thích gì những con mũ ấy chúng nó không đáng gót chân của mỡ nhưng tôi muốn cho chúng nó biết rằng người ngoài ta hơn bọn ngụy tất cả kể cả cái khoản trên giường giang thanh trả lời cũng cực kỳ chẳng biết đứa nào chiến thắng đứa nào ông hơn bọn ngụy cái gì tôi không biết chứ vụ khoản trên giường chắc ông thua chúng nó rồi đừng nói phép với tôi Thế mợ đã test với chúng nó rồi hay sao mà biết rõ thế? Giang Thành màu chóng nổi sùng. Tôi chẳng hơi sức đâu để test tiếc gì cả. Tôi chỉ nhìn dáng ông đi về sau mỗi lần mà ông gọi là đi tiếp thu chiến lợi phẩm của bọn ngụy để lại thì biết ngay. Có chiến lợi phẩm nào đi tìm ông lần thứ hai? Có chăng là do mấy cây vàng ông mang từ ngoài bắc vào còn lại nhưng tôi nói để ông yên tâm. Con bé lên cấp 2 là tôi thôi ông ngay. Vì tôi cũng đã kiếm được căn hộ ở đường Nguyễn Trãi. Ông tha hồ đi trả thù ngụy quân ngụy quyền và trả tiền cho bọn sản phẩm sa đọa do chế độ mỹ thiệu để lại. Mặt sát ông với cái lũ đàn bà của ông. Những con cháu Bắc Hồ hay tay sai Mỹ Thiệu đối với tôi chẳng khác gì nhau. Những đối thoại kể trên có kết thúc tại lần Giang Thanh trình ra tờ giấy ly dị với lỗi phần người chồng phạm tội ngoại tình. Đậu ngẩn người, hỏi câu thành thật. Làm sao? Làm sao mở có tờ giấy ấy? Giang Thanh từ tốn, cằn kẽ, dứt khoát. Tôi cấm ông sử dụng lối ý cậu mở anh em với tôi từ nay. Ông hỏi tôi làm sao có cái giấy này chứ gì? vậy là ông chẳng nhớ những thành tích trả thù vợ con bọn ngụy quân ngụy quyền đã khoe với tôi hay sao ông dạy cho tôi nhiều điều tôi phải học được đôi phần ông muốn nghe lại những thành tích kia không tôi đã sang ra nhiều cuộn băng nghe lại hấp dẫn cực kỳ với cái máy cắt xét mà ông khoe đã thâu băng lần làm tình với con mụ vợ bé thằng cha tổng trưởng ngụy gì đó đi mỹ để lại trong biệt thự đường lên sân bay. Ông nhớ lần ông vừa làm tình vừa chửi để con mẹ ấy thêm phần phấn khích không? Thế thì mợ... Này, đã bảo không cậu mợ. Giang Thành dứt khoát. Vâng, thế thì cô muốn gì? Chẳng muốn gì cả. Tôi ra khỏi nhà này, không lấy của ông một cái bát đôi đũa Hôm nào mời ông lên chơi nhà ở Nguyễn Trãi, nhà số hẻm 222, số ấy dễ nhớ. Bà cho tôi lên nhà bà và bà xuống đây thăm tôi. Tôi van bà, tôi biết lỗi, cũng đã gần ba năm tôi sống với bà, tôi không thể không có bà và con bé. Bà hiểu tôi, tôi không thể sống một mình. Đậu quỳ xuống, hôn lên chân Giang Thanh. Đây là tôi nói riêng với ông, người ngoài không ai biết. Chẳng tốt lành gì việc nay bỏ người này, mai đi lấy người khác. Đến khi nào ông ra khỏi nước với con bé, tôi sẽ tuyên bố công khai, rồi mọi người nghĩ sao tùy ý họ. Sau khi mẹ con tôi dọn đến nhà Nguyễn Trãi, ông muốn xuống ăn cơm thì gọi cho biết trước, hoặc tôi lên nấu nơi nhà này, nếu hôm ấy tôi rảnh rỗi coi như hai vợ chồng ra riêng vì công việc. Đầu úp mặt trên chân Giang Thành rất lâu, tỏ ý hàm ân, thấm hối. Thôi thì như thế cũng được, nhỏ chị mày cứng cỏi khôn ngoan thật. Người nghe chuyện thở dài, nói gắn gượng, tuồn như kiệt sức sau chặng đường quá vất vả. Nhưng cuối cùng cũng không như mày nghĩ đâu. Trời đất, lại còn gì nữa đây? Người bạn lên tiếng thang như thấy ra tai họa trước mắt với chính mình.